quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 16, Chiến thắng nhờ suy nghĩ tích cực. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Sách Galati chương 6 mục 7 từ Kinh Thánh. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta gieo trồng những ý nghĩ về hòa bình, hòa thuận, sức khỏe và thịnh vượng, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều tương ứng. Và rằng nếu chúng ta gieo những ý nghĩ về bệnh tật, thiếu thốn, xung đột và tranh chấp, chúng ta sẽ gặt hái những điều này. Chúng ta phải nhớ rằng tiềm thức của chúng ta giống như đất, nó sẽ phát triển bất cứ loại hạt nào chúng ta gieo trong khu vườn tâm trí của chúng ta. Nói theo Kinh Thánh, chúng ta gieo vào lòng mình những suy nghĩ khi chúng ta hết lòng tin tưởng, và đó là những gì chúng ta thực sự tin tưởng sâu thẳm trong trái tim mình là điều chúng ta chứng minh. Tại sao Chúa lại trừng phạt tôi? Tôi có một người bạn nằm liệt giường vì bệnh tật. Khi đến thăm cô ấy tại một bệnh viện ở London, cô ấy đã nói với tôi: "Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tôi đã làm gì để xứng đáng với điều này? Tại sao Chúa lại giận tôi? Chúa trừng phạt tôi?" Bạn bè của cô ấy đã chỉ ra cho tôi biết cô ấy tốt bụng và tâm linh sâu sắc như thế nào, và cô ấy là một trụ cột tại nhà thờ. Đúng là cô ấy là một người xuất sắc về nhiều mặt, nhưng cô ấy tin vào thực tế căn bệnh của mình, và căn bệnh này không thể chữa lành. Cô tin rằng trái tim cô được điều chỉnh bởi luật của riêng nó, không phụ thuộc vào suy nghĩ của cô. Đây là niềm tin của cô, vì vậy theo lẽ tự nhiên cô đã hành động theo. Cô đã thay đổi niềm tin của mình và bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống của cô là cuộc sống của Chúa, và khi cô thay đổi ý định, cô sẽ thay đổi cơ thể của mình. Cô bắt đầu ngừng trao quyền cho căn bệnh trong suy nghĩ của mình và cầu nguyện như sau: "Sự hiện diện chữa lành vô hạn đang chảy qua tôi như sự hòa hợp, sức khỏe, hòa bình, sự trọn vẹn và hoàn hảo. Tình yêu chữa lành của Đức Chúa Trời ngự trong từng tế bào." Cô ấy lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này thường xuyên, và theo sự thay đổi niềm tin của cô ấy đã có một sự chữa lành tuyệt vời. Người phụ nữ này đã sống trong nỗi sợ hãi về một cơn đau tim trong vài năm, không biết rằng điều chúng ta sợ nhất sẽ qua đi. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Rắc rối dưới bất kỳ hình thức nào là tín hiệu báo động của tự nhiên rằng chúng ta đang suy nghĩ sai theo hướng đó, và không gì khác ngoài việc thay đổi suy nghĩ có thể giải thoát chúng ta. Chúng ta chứng minh những gì chúng ta thực sự tin tưởng. Có luật nhân quả vận hành mọi lúc, và không có gì xảy ra với con người nếu không có sự đồng ý và tham gia của tinh thần. Bạn không cần phải nghĩ đến một tai nạn để nó xảy đến với bạn. Anh ta đổ lỗi cho gỗ ướt. Tiến sĩ Paul Turiner, bác sĩ tâm thần nổi tiếng người Pháp, đã dẫn chứng trường hợp sau. Cách đây vài ngày, một công nhân đang thi công nhà để xe cho ngôi nhà bên cạnh đã bấm chuông cửa nhà tôi. Anh ta bị cưa cắt phải tay. Tôi đã khử trùng vài mũi khâu và thay băng. Anh ta có thể đơn giản như thế nào? Đó là một thói quen gần như tự động. Nhưng chúng tôi trò chuyện trong khi tôi đang làm. Ông đã thấy những tấm ván mà ông chủ đang bắt chúng tôi cưa chưa? Người đàn ông bị thương hỏi. Chúng lao thẳng ra, chúng quá ướt nên thực tế không thể làm gì với chúng. Vì vậy, trong vết cắt đáng tiếc đó có một cái gì đó không phải là một tai nạn đơn thuần. Có một người đàn ông đã bực tức chống lại chủ nhân của mình. Khi chúng tôi bị kích thích bởi công việc của chúng tôi, những nỗ lực của chúng tôi trở nên thiếu phối hợp và gián đoạn, và do đó tai nạn đã xảy ra. Nói chuyện với anh ấy thêm, tôi được biết người thợ này không phải là thợ mộc mà là một thợ cơ khí chính xác, và anh ấy đã bị trao việc một cách vô cớ. Sự bực tức của anh ta đối với người chủ hiện tại một phần là do anh ta đang mang trên mình, đó là người này trước đây anh ta đã nuôi dưỡng và đàn áp. Điều này cho thấy rối loạn cảm xúc có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng. Nguyên nhân của tai nạn. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia,
các ngươi tưởng họ có tội lỗi trong hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải, nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Sách Luca, chương 13, mục 4, 5. Chúa Giê-xu phủ nhận dứt khoát rằng nạn nhân của những tai họa đó là những tội nhân tồi tệ hơn những người khác, và nói thêm, ngoại trừ các ngươi ăn năn, thì tất cả các ngươi sẽ bị chết như vậy. Bất hạnh, tai nạn và bi kịch thuộc nhiều loại khác nhau là những dấu hiệu của rối loạn tâm thần và cảm xúc đã bùng phát thành biểu hiện. Sám hối có nghĩa là suy nghĩ theo một cách mới, quay trở lại với Đức Chúa Trời và hòa hợp với Đấng vô hạn. Yêu cầu sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, hành động đúng đắn và sự hài hòa trong mọi công việc của bạn. Khi ý nghĩ của bạn là ý nghĩ của Đức Chúa Trời, thì quyền năng của Đức Chúa Trời ở cùng với ý nghĩ tốt đẹp của bạn. Cách bảo vệ bản thân khỏi tai nạn. Vẫn là tâm trí của bạn vài lần mỗi ngày và khẳng định một cách chậm rãi, lặng lẽ và đầy yêu thương. Chúa chảy qua tôi như sự hòa hợp, sức khỏe, bình an, niềm vui, sự trọn vẹn và hoàn hảo. Chúa đi và nói trong tôi, thần chú của Chúa luôn ở quanh tôi, và bất cứ nơi nào tôi đi, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời điều khiển tôi theo mọi cách của tôi, và hành động đúng đắn của Chúa sẽ thắng thế. Mọi con đường của tôi đều là cách dễ chịu, và mọi con đường của tôi là bình an. Khi bạn tập trung vào những xác minh vĩnh cửu này, bạn sẽ thiết lập các mẫu trật tự linh thiêng trong tiềm thức của mình. Bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn đều được thể hiện. Do đó, bạn sẽ thấy mình luôn bị giám sát bởi sự hiện diện Thánh Linh, Cha Thiên Thượng của bạn, Đấng đáp lại bạn khi bạn kêu cầu Ngài. Tất cả chúng ta đều ở trong một tâm trí đại chúng, biển tâm linh vĩ đại của cuộc sống. Tâm trí đại chúng tin vào bệnh tật, tai nạn, cái chết, bất hạnh và bi kịch đủ loại. Và nếu chúng ta không ăn năn, tức là nếu chúng ta không tự suy nghĩ, tâm trí đại chúng sẽ suy nghĩ cho chúng ta. Dần dần những suy nghĩ của tâm trí đại chúng ảnh hưởng đến ý thức của chúng ta, có thể đạt đến điểm bão hòa và dẫn đến một tai nạn, bệnh tật đột ngột hoặc tai họa. Bạn đang suy nghĩ, bạn phân biệt đâu là sai và đâu là đúng. Suy nghĩ để lựa chọn, bạn có khả năng nói có và không. Nói có với sự thật và từ chối mọi thứ không giống như Đức Chúa Trời hoặc sự thật. Nếu công cụ tinh thần không thể chọn, bạn sẽ không phải là một cá nhân. Bạn có khả năng chấp nhận và từ chối. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Sách Philip, chương 4, mục 8. Bạn đang suy nghĩ khi bạn biết rằng có một trí tuệ vô hạn đáp ứng những suy nghĩ của bạn. Và bất kể vấn đề là gì, khi bạn nghĩ về một giải pháp thiêng liêng và kết thúc có hậu, bạn sẽ tìm thấy một trí tuệ chủ quan bên trong bạn đáp lại bạn và tiết lộ cho bạn kế hoạch hoàn hảo và chỉ cho bạn con đường bạn nên đi. Chúa có nó cho tôi. Cách đây vài tháng, một người phụ nữ đến thăm tôi nói rằng cô ấy bị tổn thương cơ trong vài năm không thể chữa lành. Cô đã thực hiện tất cả các loại liệu pháp, bao gồm cả chụp X quang. Cô đã cầu nguyện và tìm kiếm liệu pháp cầu nguyện từ những người khác mà không có kết quả. Cô ấy nói với tôi, Chúa có điều đó cho tôi là một tội nhân, đây là lý do tại sao tôi bị trừng phạt. Cô ấy cũng nói với tôi rằng cô ấy đã đến gặp một người đàn ông đã thôi miên cô ta, đọc quá khứ của cô ấy và có lời lẽ để nói với cô ấy rằng cô ấy là nạn nhân của nghiệp chướng, rằng cô ấy đã từng làm tổn thương người ta trong một kiếp trước, trừng phạt họ một cách bất công và bây giờ cô ấy đã đau khổ và kết quả cho cô ấy chỉ là sa mạc. Cô hỏi một cách cay độc, ông có nghĩ rằng đây là lý do tại sao tôi không thể được chữa lành? Lời giải thích. Tất cả điều này là rất nhiều nếp gấp và một sự phi lý quái dị. Lời giải thích trên chỉ làm tăng thêm sự khốn khổ và đau đớn của người phụ nữ và không có cách chữa trị hay sự an ủi nào. Tôi giải thích cho cô ấy một sự thật lâu đời rằng chỉ có một quyền năng được gọi là Chúa
đó là trí tuệ sáng tạo trong tất cả chúng ta đã tạo ra chúng ta. Sức mạnh này trở thành những gì chúng ta tin tưởng đối với chúng ta. Nếu một người nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang trừng phạt mình và người đó phải đau khổ, Ngài bèn giở mắt hai người mà phán rằng: theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew chương 9 mục 29. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Điều này có nghĩa là suy nghĩ và cảm xúc của con người tạo ra số phận của anh ta. Nếu một người đàn ông không suy nghĩ một cách xây dựng, khôn ngoan và sáng suốt, thì ai đó hoặc bộ óc đại chúng sẽ thay anh ta suy nghĩ và có lẽ sẽ làm cho cuộc đời anh ta trở nên lộn xộn hoàn toàn. Nếu tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành vô hạn, tình yêu thương vô bờ bến, sự hòa hợp tuyệt đối và trí tuệ vô biên, thì sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ đáp lại bạn theo quy luật tương hỗ và bạn sẽ thấy mình được ban phước theo vô số cách. Các lực lượng của cuộc sống không phải là xấu xa, nó phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng chúng. Năng lượng nguyên tử không ác, nó tốt hay xấu tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng nó. Con người có thể sử dụng điện để giết những người khác hoặc để hút bụi sàn nhà. Bạn có thể dùng nước để làm dịu cơn khát của trẻ hoặc có thể làm nó chết đuối. Những công dụng mà mọi sự vật hay đồ vật trên thế giới sử dụng đều do suy nghĩ của con người quyết định. Chính tâm trí của con người quyết định việc sử dụng các lực lượng và vật thể trên thế giới. Thiện và ác là những chuyển động trong tâm trí của con người liên quan đến một sức mạnh toàn vẹn, thuần khiết và hoàn hảo. Sức mạnh sáng tạo ở trong con người. Không có sức mạnh nào trong vũ trụ hiển hiện ngoại trừ chúng ta trao sức mạnh cho những thứ bên ngoài. Người phụ nữ này đang tìm kiếm sự biện minh và biện minh cho sự đau khổ của mình. Cô ấy đang nhìn ra bên ngoài bản thân thay vì nhận ra nguyên nhân luôn nằm trong tiềm thức của cô ấy. Sự lãng mạn không phù hợp của cô ấy. Tôi yêu cầu cô ấy kể cho tôi nghe về mối quan hệ của cô ấy với đàn ông. Cô thú nhận rằng cô đã có một mối tình bất chính 5 năm trước đó và cô cảm thấy tội lỗi và hối hận. Sự hối hận chưa được giải quyết này là vết thương tâm thần đằng sau tổn thương hữu cơ của cô. Cô nhận ra rằng Chúa không trừng phạt cô mà là cô đang trừng phạt chính mình bằng chính suy nghĩ của mình. Tổn thương đã được củng cố lại mà cô không thể nghĩ đến. Cuộc sống hay Chúa không trừng phạt. Nếu bạn bị bỏng ngón tay, sự sống sẽ tự làm giảm phù nề, mang lại cho bạn làn da mới và phục hồi toàn diện. Nếu bạn ăn một số thực phẩm bị nhiễm độc, cuộc sống sẽ khiến bạn nôn ra và tìm cách phục hồi sức khỏe hoàn hảo cho bạn. Người xưa nói rằng, bác sĩ băng bó vết thương, ông trời sẽ chữa lành vết thương. Tổn thương của người phụ nữ này và các triệu chứng bệnh tật mà không phương pháp điều trị y tế hoặc liệu pháp cầu nguyện nào có thể chữa lành hoặc chữa khỏi đã biến mất sau một tuần. Không có sự đau khổ nào tồi tệ hơn một lương tâm cắn rứt và chắc chắn không có sự tàn phá nào hơn thế. Người phụ nữ này đã tự trừng phạt bản thân trong 5 năm bằng suy nghĩ phá hoại của mình. Và khi cô ấy không còn lên án bản thân và bắt đầu tuyên bố rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn đang bão hòa toàn bộ con người cô ấy và Chúa ngự trong từng tế bào của cơ thể cô và vết thương biến mất. Nếu bạn đã sử dụng sai nguyên lý về điện hoặc hóa học trong 50 năm và bạn đột nhiên sử dụng nó một cách chính xác, chắc chắn bạn sẽ không nói rằng nguyên lý về điện có ác cảm với bạn vì bạn đã sử dụng sai nó. Tương tự như vậy, cho dù bạn có thể đã sử dụng tâm trí của mình theo cách tiêu cực và phá hoại bao lâu đi chăng nữa, thì ngay khi bạn bắt đầu sử dụng nó một cách đúng đắn, kết quả sẽ theo sau. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Sách Ê-sai chương 43 mục 18. Ông ấy đã đổ lỗi cho các hành tinh. Một người đàn ông đến gặp tôi vài tháng trước đã dần mất đi thị lực. Anh cho rằng đó là do thiếu vitamin và các yếu tố di truyền và anh cũng cho biết ông của anh đã bị mù năm 80 tuổi. Anh ta thuộc về một giáo phái kỳ lạ và người đứng đầu giáo phái sau khi đọc số mệnh tử vi của anh ta đã nói rằng các hành tinh ở trong một cấu trúc hư cấu
và đây là nguyên nhân khiến anh ta thất bại trong cách nhìn, tức là thị lực mất dần. Ngày nay trong y học tâm lý học đều biết rằng các yếu tố tinh thần và cảm xúc đóng một vai trò nhất định trong tất cả các căn bệnh. Cận thị có thể được hình thành do hoạt động của trí óc. Điều trị các yếu tố tinh thần và cảm xúc của cá nhân thay vì bằng mắt có thể tiết lộ yếu tố cảm xúc cơ bản. Lý do khiến tiềm thức đang lựa chọn một căn bệnh có xu hướng làm tắt mọi thứ ngoại trừ những cơn đau tức thời. Tiến sĩ Flanders Dunbar quá cố, một bác sĩ tâm thần nổi tiếng và là tác giả của Cảm xúc và bệnh cơ thể, đã nói rằng một số phản ứng cảm xúc nhất định có thể khiến các cơ không tự chủ xoay nhãn cầu ra khỏi hình dạng, cũng như gây ra các rối loạn khác về mắt. Khi nói chuyện với người đàn ông này, anh ta tiết lộ rằng anh ta rất ghét cảnh mẹ vợ đang sống trong nhà của mình. Anh ta đầy cơn thịnh nộ bị kìm nén và hệ thống cảm xúc của anh ta không thể chịu đựng được sự căng thẳng nữa, đã chọn đôi mắt làm vật tế thần. Lời giải thích là cách chữa trị trong trường hợp này. Anh ấy rất ngạc nhiên khi biết rằng những cảm xúc tiêu cực nếu vẫn tồn tại sẽ len lỏi trong tiềm thức, và nếu là tiêu cực thì phải có một lối thoát tiêu cực. Những mệnh lệnh tiêu cực đối với tiềm thức của anh ấy: tôi ghét nhìn thấy bà ta, tôi không muốn nhìn thấy bà ấy nữa, đã được tâm trí sâu sắc chấp nhận như yêu cầu và được thực hiện. Anh đã thu xếp để mẹ vợ đi nơi khác sống. Anh cầu nguyện cho bà ấy bằng cách thả bà ấy đến với Chúa và cầu chúc cho bà tất cả các phước lành trong cuộc sống, chẳng hạn như sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vui vẻ, dồi dào và an bình. Thị lực của anh bắt đầu cải thiện gần như ngay lập tức, và trong 2 tuần, thị lực đã được phục hồi trở lại bình thường. Anh biết mình đã tha thứ cho mẹ vợ vì gặp được bà mà trong lòng không còn chút gì day dứt. Anh ta đã cố gắng biện minh cho tầm nhìn thất bại của mình bằng cách giải thích nó theo nguyên nhân bên ngoài, chứ không phải do tâm trí của mình. Sự thờ ơ và cầu thả. Sự thiếu hụt vitamin A có thể gây ra bệnh đục mắt, là tình trạng viêm kết mạc nhãn cầu. Tuy nhiên, điều này cũng có thể là do sự thiếu hiểu biết, thờ ơ hoặc cầu thả của một phần cá nhân. Nguyên nhân trong trường hợp này sẽ là sự ngu ngốc hoặc bất cẩn, và nguyên nhân sau là trạng thái đầu óc hoặc đơn giản là thiếu kiến thức. Vitamin A có mặt ở khắp nơi và chúng ta nên có trí thông minh để sử dụng nó. Bạn không thể né tránh hoặc phá vỡ quy luật của tâm trí. Nó được thực hiện cho bạn như bạn tin tưởng, và niềm tin là một suy nghĩ trong tâm trí. Không có quyền lực bên ngoài hoặc thực thể xấu xa nào đang cố gắng thu hút hoặc làm hại bạn. Mọi người liên tục gán bệnh tật của họ cho Chúa, bầu không khí, thời tiết, sơ suất, các thực thể xấu xa, di truyền và chế độ ăn uống. Con người làm ô nhiễm không khí bằng những quan niệm kỳ lạ và những học thuyết sai lầm của mình. Nếu một người đàn ông tin rằng khi ở gần quạt điện anh ta sẽ bị cảm lạnh hoặc cứng cổ, thì niềm tin đó khi được anh ta chấp nhận sẽ trở thành chủ nhân và là người cai trị anh ta, khiến anh ta bị cảm lạnh. Đây là lý do tại sao Kinh Thánh nói: Ngài bèn giờ mắt hai người mà phán rằng, theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Ma-thi-ơ chương 9 mục 29. Quạt không có quyền làm cứng cổ bất cứ ai, nó là vô hại. Đức tin của bạn có thể được sử dụng theo 2 cách. Bạn có thể có niềm tin vào một loại virus vô hình có thể truyền bệnh cúm cho bạn, hoặc bạn có thể tin vào thần vô hình bên trong bạn, chảy qua bạn như sự hòa hợp, sức khỏe và bình an. Nó phù hợp với bạn như làn da của bạn. Hãy nhận biết Chúa không thể bị bệnh, và Thánh Linh trong bạn là Chúa, và điều gì là thật của Chúa cũng đúng với bạn. Hãy tin điều này và bạn sẽ không bao giờ bị bệnh, vì theo niềm tin của bạn vào sức khỏe và hạnh phúc thì điều đó đã được thực hiện cho bạn. Emerson đã viết: anh ta nghĩ rằng số phận của mình là người ngoài hành tinh và liên kết tiềm ẩn, nhưng linh hồn chứa đựng sự kiện sẽ xảy đến với nó, vì sự kiện chỉ là sự hiện thực hóa những suy nghĩ của nó, và những gì chúng ta cầu nguyện cho bản thân luôn được ban cho. Sự kiện là bản in khuôn mẫu, nó phù hợp với bạn như làn da của bạn. Giết người trong trái tim. Con người không suy nghĩ đúng cách cũng tệ như suy nghĩ tiêu cực và phá hoại. Khi còn là một cậu bé, tôi nhớ một người nông dân Ireland đã đợi hàng ngày sau hàng rào hơn một tuần để bắn người chủ nhà
khi anh ta đi ngang qua. Một ngày nọ, anh ta đang đi ra sau hàng rào thông thường thì anh ta bị vấp ngã, khẩu súng đã nổ và anh ta bị giết. Tôi không hiểu lý do tại sao vào thời điểm đó, và giống như những người khác, tôi tin rằng đó là một tai nạn. Không có tai nạn, có một tâm trí, một tâm trạng, một tình cảm đằng sau một chiếc ô tô, xe lửa, xe đạp và đằng sau khẩu súng. Người đàn ông này đã giết người trong lòng từ lâu và tiềm thức của anh ta cũng có phản ứng tương ứng. Hai thứ không giống nhau. Hai thứ không giống nhau đẩy nhau. Nếu bạn đi và nói chuyện với Chúa và tin rằng Chúa đang hướng dẫn bạn và luật hòa hợp luôn điều khiển bạn, thì bạn không thể ở trên một chuyến tàu bị đắm vì sự bất hòa và hòa hợp không thể đồng điệu với nhau. Một viên đạn bắn trúng cô ấy. Một người phụ nữ viết cho tôi rằng con gái của cô ấy đã quan sát một nhóm đàn ông đánh nhau trên đường phố New York và một viên đạn đã bắn trúng con gái cô ấy, buộc phải cắt cụt hai ngón tay. Và nguyên nhân của nó là gì? Đó có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời không? Người mẹ viết thêm trong lá thư của mình như một lời tái bút. Con gái tôi không thể lấy lại ngón tay nhờ cầu nguyện. Có phải đó là sự trừng phạt cho tội lỗi của cô ấy mà tai nạn xảy ra? Câu trả lời là phủ định cho tất cả những câu hỏi này của người mẹ. Chúa không phán xét hay trừng phạt. Thiện và ác là chuyển động của tâm trí con người. Việc tin rằng Chúa đang trừng phạt chúng ta hoặc ma quỷ đang cám dỗ chúng ta là một suy nghĩ rất sơ khai. Niềm tin của chúng ta luôn được thể hiện rõ ràng. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em liên tục là minh chứng cho thái độ và giả định tinh thần của chúng ta. Trạng thái ý thức của chúng ta luôn luôn là nguyên nhân. Trạng thái ý thức của chúng ta là những gì chúng ta tin tưởng một cách có ý thức và tiềm thức. Chúng ta không biết nội dung trong tâm trí của cô gái này. Nếu cô ấy căm thù, phẫn uất hoặc đầy thù địch và tự lên án, cô ấy có thể đã tự gây ra điều kiện như vậy cho mình. Chúng ta phải nhớ rằng đa số mọi người không kỷ luật, kiểm soát hoặc hướng tư duy và hình ảnh tinh thần của họ theo các kênh giống như Đức Chúa Trời. Do đó, việc họ không suy nghĩ một cách xây dựng và hài hòa theo quan điểm của Đấng Vô Hạn có nghĩa là họ để tâm trí của mình rộng mở đối với khối óc phi lý trí chứa đầy những nỗi sợ hãi, thù ghét, ghen tị và tất cả các loại diễn biến tiêu cực. Cô ấy phát triển tay trái. Nhiều người rất dứt khoát và phiến diện trong tuyên bố của họ rằng một người không thể mọc chân hoặc ngón tay nếu thiếu. Hãy để tôi trích dẫn từ Ngày Hôm Nay Chữa Lành Vết Thương của tác giả Nancy Eastman. Miêng Rep được 3 tuổi khi được đưa đến với tôi, cô ấy không có bàn tay trái. Nhấn mạnh của bà Sandman, cánh tay kết thúc ở một điểm không vượt quá kích thước của ngón tay trỏ ngay trên cổ tay. NC Sandman đã nói với cha mẹ của đứa trẻ này để trả lời câu hỏi của họ. Nếu chúng ta tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể đối với Chúa, thì Chúa có thể phát triển bàn tay này. Trong vòng một tháng, điểm cuối của cánh tay bị biến dạng đã tăng gấp đôi kích thước và khá bụ bẫm, và người cha hiện đang chứng kiến sự phát triển đáng kể này đã nói: đúng là điều gì cũng có thể xảy ra. Tháng sau có một hình dạng trông giống như một ngón tay cái, và vào thời điểm đó chúng tôi nghĩ là một ngón tay cái. Khoảng 3 tháng sau, chúng tôi phát hiện ra rằng đây hoàn toàn không phải là ngón tay cái, mà là sự phát triển của toàn bộ bàn tay ở cuối cánh tay, và điều này đang nở ra như một bông hoa trước mắt chúng tôi. Cô kết luận bằng cách nói rằng những người hoài nghi hiện đang chấp nhận nó như một sự thật đã được minh chứng. Có lẽ chúng ta nên rút ra một bài học từ những con tê giác. Khi bạn lấy sừng của nó và cắt bỏ, nó mọc sừng mới. Cắt bỏ chân của một con cua và nó sẽ mọc ra những chiếc chân mới. Nếu một người đàn ông tin rằng anh ta có thể mọc một ngón tay hay chân mới hoặc bất kỳ cơ quan nào, anh ta có thể trải nghiệm niềm tin của mình. Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà phán rằng điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Sách Ma-thi-ơ chương 19 mục 26. Những điểm cần nhớ. 1. Bạn gieo vào tiềm thức những suy nghĩ khi bạn hết lòng tin tưởng, và những gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức sẽ được thể hiện. 2. Rắc rối dưới bất kỳ hình thức nào là sự báo động của Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang suy nghĩ sai lầm
và chúng ta nên chuyển hướng quá trình suy nghĩ của mình ngay lập tức. 3. Khi một người đàn ông bị kích thích và buồn bã về mặt tình cảm, những nỗ lực của anh ta trở nên thiếu phối hợp và trở nên bất đồng, và anh ta có thể gặp tai nạn. 4. Bất hạnh, tai nạn và bi kịch các loại là dấu hiệu của rối loạn tâm thần và cảm xúc đã bùng phát thành biểu hiện. 5. Thiết lập các khuôn mẫu tinh thần của trật tự linh thiêng trong tiềm thức của bạn, và bạn sẽ được bảo vệ khỏi mọi nguy hại. 6. Bạn phải làm theo suy nghĩ của riêng bạn, nếu không, tâm trí đại chúng và sự tuyên truyền của thế giới sẽ thay bạn suy nghĩ, ngừng bị lấp đầy tâm trí bởi ý kiến của quần chúng. 7. Nghĩ là chọn, nói có với những xác minh vĩnh cửu của cuộc sống và chọn sức khỏe, hạnh phúc, trí tuệ và sự an tâm, chọn cuộc sống dư giả. 8. Trời phạt chẳng ai trách, không phải vậy, Đức Chúa Trời không phán xét con người, bạn tự trừng phạt bản thân bởi suy nghĩ sai lầm và niềm tin sai lầm của chính mình, nó được thực hiện cho bạn theo cách bạn tin tưởng. Hãy tin vào một Đức Chúa Trời tình yêu và sự nhân từ trong vùng đất của sự sống. 9. Cuộc sống luôn thứ lỗi cho bạn. Nếu bạn bị bỏng ngón tay, cuộc sống sẽ chữa lành nó. Tại sao không tha thứ cho chính mình và được tự do? 10. Cho dù bạn có thể đã sử dụng tâm trí của mình theo cách tiêu cực và phá hoại bao lâu đi chăng nữa, thì phút bạn bắt đầu sử dụng nó đúng cách, kết quả sẽ theo sau. 11. Trong giới tâm thần học ngày nay, ai cũng biết rằng các yếu tố tinh thần và cảm xúc đóng một vai trò nhất định trong tất cả các căn bệnh. 12. Không có thế lực bên ngoài hoặc thực thể xấu xa nào đang cố dụ bạn hoặc làm hại bạn. Nguyên nhân luôn nằm trong suy nghĩ của bạn, dựa trên những gì bạn nghĩ, cảm thấy, tin tưởng và đưa ra sự đồng ý về mặt tinh thần. 13. Sự kiện chỉ là hiện thực hóa những suy nghĩ của bạn, sự kiện hoặc trải nghiệm phù hợp với bạn cũng như làn da của bạn. 14. Đó là suy nghĩ rất sơ khai khi tin rằng Chúa đang trừng phạt bạn. Thần yêu bạn, bạn là con của Ngài, bạn không được gán cho Chúa những điều mà bạn thậm chí không mơ ước gán cho cha mẹ mình. 15. Không có tai nạn, có luật nhân quả đằng sau mỗi trải nghiệm. Nguyên nhân là do bạn suy nghĩ và hậu quả là phản ứng với suy nghĩ của bạn. 16. Nếu một người tin rằng anh ta có thể mọc chân, tay hoặc ngón tay, anh ta có thể cảm nghiệm được niềm tin của mình, vì với Chúa, mọi điều đều có thể xảy ra. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 16, Chiến thắng nhờ suy nghĩ tích cực. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17.